kịp đó. Đợi lúc chị ra tay là hối hận nha cưng. Bạn tự tin quá ha, chưa biết á, ai còn phải năn nỉ ai đâu. Thôi, đánh lẹ đi, nói nhiều quá à. Đi sắp hết giờ rồi đó, lẹ đi. Đứa này nó ngang sức nhau, chưa tùy tiện mà đánh được đâu. Hẹ đó. Chỉ có bao nhiêu thôi sao? Nhìn tao một anh ra tay nè. Mày đứng làm cái trò gì vậy? Muốn chết à? Còn mấy đứa nữa, vậy đó. Hay quá ha, hung dữ quá ha. Đến giờ học thể dục rồi, không chịu đi thay đồ học thể dục mà ở đó tìm cớ đánh lộn hả? Hai người chạy 50 vòng với tôi, lẹ lên. Ủa chị? Em đi đâu giờ mới về vậy? Hôm nay em được nghỉ tập sớm cho nên là đi mua ít đồ. À, mà sao anh cũng ở đây giờ này, không lên trên nhà hả? Tụi anh cũng vừa mới về á, hôm nay cô nói cô mệt thôi em lên nhà đi. Vậy em lên nha. Nè anh Phúc. Hả? Anh gặp ba Diệu Hiền rồi phải không? Em cũng mới biết đây thôi. Vậy giờ anh tính sao? Em thấy bữa giờ bà cứ buồn buồn thở dài hoài à. Làm sao? À mà thôi, dù sao cũng không có liên quan tới em. Thôi anh cố gắng nha, nhưng mà anh không có bị tổn thương lòng tự trọng đó chứ. Lòng tự trọng? Biết nói cái gì về lòng tự trọng bây giờ đây. Thôi anh về nha, em lên nhà đi. Thì em lên nha. Anh Phúc. Về nha. Bạn thân, Đức Mượn. Thấy không bạn? Buông ga nóng lực quá, đừng có ôm được không? Oh my god, Mẫn thân yêu, nóng kìa. Mà ấy kêu tôi đi chỗ khác kìa, nhưng mà làm sao tôi có thể đi được? Bạn biết điều đó mà không, bạn thân ấu về. Mẫn, có 50.000 nha Mượn ơi. Ủa, em có gửi anh hả? Có gửi thì Mượn làm cái gì? Nhìn lên. Đây, cho nó mượn đi kìa, ấu về. Đưa chăm. Rồi, chào nha. Chết hả? Chờ mình với. Sao tôi giống như cây ATM của Trầm Quân.
Ê Mẫn, Mẫn. Con nhỏ này đáng ghét thiệt. Đi đâu cũng gặp nó. Hôm qua mình mới bị nó chơi khăm á. Con lốt 50 cho bà mượn đi nhéo dễ. Ê, mày thấy này mình cần tao xin. Chị cái phim mâm tấn này mới ra đó. Thấy hay đó nha. Em thấy thích. Xin lỗi nha, nhưng mà tại vì bạn cản đường mình trước á. Nói năng như vậy á hả? Ai cản đường bạn? Đi mà mắc mũi lại đâu á? Sao bạn lớn tiếng quá vậy? Mình xin lỗi bạn rồi mà. Bộ xin lỗi là xong á hả? Bạn giết người thử bạn xin lỗi coi. Bạn nói chuyện thiệt là ngu xuẩn á. Mình có giết bạn chưa? Cái gì mà ngu xuẩn? Ê! Bạn làm gì vậy? Ê! Bạn có tin á là mình tát bạn mà răng môi lẫn lộn không? Xin lỗi bạn nha. Nãy bạn nói cái gì á, mình không có nghe gì hết trơn á. Mình nghe hình như có tiếng động vật đang kêu á. Thiên Chung vô lớp là cứu mạng bạn á. Thôi mọi người lên lớp đi, hết giờ rồi. Đi đi. Mỹ. Thôi mà có cái gì đâu, đụng cái mà sao. Sao nghe nói trước khi chuyển trường vào đây là bạn học giỏi lắm mà sao? Sao hả? Học giỏi lắm á. Sao không biết, ai nói? Thì bạn ấy nói đó. Huy ơi Huy, cho mình mượn cuốn hình học đi. Nè, muốn gì? Mình là bạn té hả? Mình xin lỗi nha, giờ mình mới biết á. Cái chân cẳng gà của bạn á, làm sao đủ sức làm cho tôi té. Mơ đi. Ê, ai là cẳng gà á? Các bạn á. Mà nè, bây giờ mình không có muốn nhiều lời nữa, tốn nước miếng lắm. Bây giờ có gì hai mình đánh lộn đi, chứ đừng có nhiều lời nữa, mệt lắm. Đánh nhau hả? Ok, thích thì chiều. Con này đó là chưa biết sợ ai đâu nha. Ngon, nhào vô, nhào vô, nhào vô. Cái gì vậy? Hả? Lớp học hay cái chợ? Mà đánh nhau hả? Đã có kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ, tôi xin trịnh trọng tuyên bố lớp của mình đoạt 2 giải. Giải nhất và giải đặc biệt toàn trường. Từ cuối đêm lên. Thầy giỡn có vui. Cái mặt tôi giống giỡn lắm hả? Bạn nào biết là mình đạt giải đặc biệt, tự động đứng lên đi. Đừng bắt tôi phải nêu đích danh. Đứng lên đi. Còn ngại nguồn mất cỡ gì nữa. Hôm nay Yumi nhà ta biết mất cỡ ta ơi. Phan Hoàng Anh, đứng dậy cho tôi. Dạ. Đứng ngay ngắn lại. Rồi, cả lớp vỗ tay đi. Chúc mừng hai bạn. Một bạn đạt giải đặc biệt của trường, một bạn đạt giải nhất của trường. Bây giờ vì danh dự của lớp, mời bạn giải nhất, bạn giải đặc biệt ra hành lang đứng cho tôi. Lẹ. Thuận học giỏi lắm, hạng nhất luôn. Nhưng mà dù sao á cũng đỡ hơn hạng đặc biệt. Cưng đừng có tưởng là cưng á hơn chị có 2 điểm là cưng ngon rồi nha. Chẳng qua chị cố tình lấy điểm thấp thôi, chứ chị đây mà học là hơn cưng cái chắc rồi đó. Trời ơi, hơn 2 điểm là chuyện hết sức là bình thường. Chị á hả, tại vì chị chuyển trường ngang xương, với lại á chị ghét cái nơi gò bó gọi là trường học, cho nên chị cố tình không học thôi. Nhưng mà cũng đỡ hơn ai kia. Ai kia là sao? Nè,
chị đã nói là chị không muốn học thôi ha. Đã từ lâu trong cặp của chị á là không có sách vở gì hết, mà chỉ có cốc ổi mấy viêm thôi ha. Chị đã quên lãng sách vở luôn rồi. Đi học không có sách vở á đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Còn tôi đây nè, tôi đi học á hả, giáo viên giảng bài á còn không thèm nghe, ngồi dưới ha chuyện chỉ đọc chuyện thôi nha. Giáo viên giảng bài hả, chiêu này xưa rồi Diễm ơi. Đây nè, đi vô đại học nè, em nằm đây ngủ không à, chừng nào chung reo đây mới dậy ha ha. Vậy mà có người á tới kiểm tra nhưng phải quay bài, chị đây không hề nha. Tức cười, kiểm tra phải quay bài, ai quay bài? Thôi đây không hề quay bài nha, có người đem bài tới cho chép, cầu lụy chép luôn đó. Còn chị đây hả, hết giờ mà còn chưa biết thi môn gì nữa kìa. Hay quá ha, tự hào quá ha, đứng bét trường chót lớp vậy mà thường quay thành tích ha. Vô trong chép phạt 200 lần cho tôi. Thầy bà cái gì, tôi mà thấy hai người cãi nhau một lần nữa xuống sân chạy 50 vòng cho tôi. Cái con nhỏ đáng ghét này, tại cưng á, tại mấy người á bắt đầu có hương đó. Tại tôi vô thay đồ thể dục xuống trường chạy 50 vòng cho tôi. Trời gì mẹ. Nè, chào thầy chủ nhiệm. Bộ bài cặp bộ với Du My hả? Bộ mình nói không đúng hả? Thì tụi nó nói á, bạn trai Du My là cháu của thầy chủ nhiệm. Mình thật sự thất vọng về bạn. Muốn nghĩ gì tùy. Nè, bộ bạn thích nó lắm hả? Nói cho bạn biết nha, ba của mình là đại gia đó. Nếu như bạn chịu chia tay Du My á, mình cho bạn sung sướng cả đời luôn. Tiền ai rớt kìa? Đâu? Đại gia. Đại gia mà nghe tiền cái là đúng rồi chìm liền. Thì ba của mình không phải là đại gia, nhưng mà mình thật lòng mà. Mình có dành dụm một ít tiền, nếu như bạn chịu chia tay Du My á, mình đưa hết cho bạn luôn, chịu không? Cặp với một đứa học dốt nhất trường, bạn thấy mắc cỡ hả? Bạn muốn vừa gì, cái trường này ai mà không biết. Rảnh quá đi về lo học bài đi. Nói vậy bạn học giỏi lắm hả? Đứng hàng thứ mấy? Con nhỏ Phan Hoàng Anh đó thiệt là đáng ghét. Trước sau gì mình cũng cho nó một trận biết tay à. Sao không tha cho nó đâu. Sao vậy Dung My? Tôi thấy bạn nó cũng tốt bụng. Tốt cái gì? Bây giờ bạn bên đó đúng không? Bạn nghĩ gì vậy? Thì tôi thấy dù gì tụi mình cũng học chung trường, cũng là bạn bè mà. Cái gì? Bạn bè hả? Ai là bạn bè với nó? Chắc là nó xứng tầm là bạn bè với mình đó. Bạn nói đi, bây giờ nó có phải là người xấu không? Thì là người xấu. Nó xấu đến mức độ nào? Bây giờ nó mà rớt xuống sông với một tên sát nhân nữa thì bạn sẽ cứu ai? My à, tôi thấy bạn trẻ con quá rồi đó. Mình đang rất là nghiêm chỉnh đó. Bây giờ bạn nói đi, bạn cứu ai? Bạn nói đi. Sao vậy? Thì cứu tên sát nhân. Xong rồi đem lên công an cho công an bắt. Hả? Xong rồi tôi vòng lại chỗ đó. Cái gì? Bạn vòng lại cứu nó hả? Có, dòng lại coi còn tên biến thái nào không, kêu công an bắt luôn. Giỏi đó, bạn mà dính líu với nó là coi chừng mình nha chưa. Trời ơi, mọi người ơi, khủng khiếp lắm. Du My với Hoàng Anh quýnh lộn kìa. Đi coi, quẩn đi coi. Giờ năn nỉ còn kịp đó, đợi lúc chị ra tay là hối hận nha cưng. Bạn tự tin ha, chưa biết á ai còn phải năn nỉ ai đâu. Thôi đánh lẹ đi, nói nhiều quá à. Đi sắp hết giờ rồi đó, lẹ đi. 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 Đi.
sức nhau, chưa tùy tiện mà đánh được đâu. Hè đó. Chỉ có bao nhiêu thôi sao? Nhìn tao còn ăn ra tay nè. Mày đứng làm con trò gì vậy? Muốn chết à? Còn mấy đứa nữa? Vậy đó. Hay quá ha, hung dữ quá ha. Đến giờ học thể dục rồi, không chịu đi thay đồ học thể dục mà ở đó tìm cớ đánh lộn hả? Hai người chạy 50 vòng với tôi, để lên. Thầy Phú, con gái mà chạy 50 vòng như vậy làm sao mà chạy nổi thầy? Yên tâm đi, hai đứa này chạy 50 vòng không chi nhê gì nó đâu. Trời ơi, lần này bé Nguyễn Thị Nụ có đối thủ rồi, để coi tôi chạy được bao lâu. Ồ, cô bé chạy cùng với Du My là bạn gái của Đức Mẫn hả anh? Tôi học trò, tôi mới chỉ đồn đại thôi. Vậy hả? Vậy Diệu Hiền là bạn gái của ai? Đấy này, bạn gái của thầy Nguyễn Đức Phúc.